Bây giờ là ngày 28 Tết thì nhà của mình sẽ bắt đầu làm bùa dựng niêu. Đây là một phong tục mà hầu như là nhà nào ở miền Nam vào ngày 30 Tết thì cũng phải làm cái này và treo lên ở trước cửa nhà để cầu bình an, may mắn cũng như là xua đuổi tà ma các kiểu. Thì nguyên liệu của nó thì gồm 3 quả cau như thế này và 3 lá trầu và một tấm bùa. Tấm bùa này thì mình có thể mua ở ngoài chợ, nó bán rất là nhiều. Còn đây là tấm bùa dựng niêu mà mình nói với các bạn. Năm nay thì nó còn bỏ thêm gạo và bắp trong cái tấm bùa này nữa. Nó sẽ làm sẵn cho bạn một cái bộ như vậy. Các bạn chỉ cần đính lá trầu và cao lên, các bạn có thể treo lên trước nhà. Thường là treo trước cửa nhà. Còn đây là tấm bùa dựng niêu cũ của năm ngoái. Do treo đã một năm mà nên cao và lá của nó đã héo hết rồi. Có thể thấy thì một năm trôi qua thì những trái cau này á, nó đã rất là khô rồi và lá cũng vậy. Nhưng nó vẫn không rớt ra. Các bạn có thể thấy là ba chiếc lá ở phía dưới vẫn còn. Và thường những cái tấm bùa dựng niêu cũ này á, chúng ta sẽ tháo xuống và chúng ta sẽ bỏ đi. Thường là chúng ta sẽ đốt. Và bây giờ chúng ta sẽ sâu những cái món này lại. Trước tiên chúng ta sẽ sâu những cái quả cao này lại bằng kẽm, hoặc là có thể bạn có thể lấy dây hoặc là cái gì đó có thể sâu chúng lại. Sâu lại, sâu cả ba lá trầu này vào tấm bùa này. Sau đó chúng ta chỉ việc móc lên mà thôi. Việc treo những tấm bùa dựng niêu này á, thường là mình sẽ treo vào lúc giao thừa là 30 đến mùng 1 là lúc 12 giờ á. Thì các bạn sẽ cúng một cái mâm gì đó. Sau đó cúng xong thì các bạn sẽ khấn vái các kiểu, rồi sau đó chúng ta sẽ treo cái này lên trên nhà. Và sau khi sâu tất cả lên với nhau thì chúng ta sẽ có một tấm bùa hoàn chỉnh như thế này. Việc còn lại là chúng ta chỉ cần chờ đến đêm 30 và chúng ta sẽ cúng và treo tấm bùa lên trước cửa nhà. Và video về làm bùa dựng niêu theo phong tục của miền Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu thấy video này có chút xíu gì đó thú vị thì hãy like và share để cho mọi người cùng xem nhé. Và cuối cùng đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Còn cây nữa đâu? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.